Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Đứng cạnh mình đây là những cây hoa trà mi ngũ sắc, là một trong những cái giống hoa trà mi rất là quý hiếm. Hoa trà mi thì nó sẽ thường nở trong cái dịp Tết Nguyên Đán các bạn nhé. Chính vì vậy thì cái dòng hoa này cũng được rất nhiều gia đình lựa chọn trồng để trang trí ngôi nhà của mình trong cái dịp Tết đến xuân về. Cây hoa trà mi ngũ sắc mà mình đang giới thiệu với bạn đây thì nó cao khoảng tầm 1 m, tán rộng khoảng tầm 80-90 phân. Hôm nay cũng đã sang mùng 1 tháng 9 âm lịch, chỉ khoảng tầm 4 tháng nữa là đã đến Tết Nguyên Đán rồi các bạn nhé. Đấy, thì hiện tại những cây hoa trà mi ở vườn nhà mình đã bắt đầu đóng nụ rồi. Đấy, nụ hoa trà mi thì nó sẽ mọc ở những cái lá mọc ra. Trong khoảng tầm giữa tháng 12 âm lịch là những bông hoa trà mi đầu tiên nó sẽ bắt đầu nở và kéo dài qua cái dịp Tết Nguyên Đán các bạn nhé. Hoa trà mi thì nó có cái độ bền rất là cao. Đấy, nó sẽ nở liên tục khoảng tầm 1 đến 2 tháng. Có những cây nở sớm thì khoảng tầm đầu tháng 12 là cây nó bắt đầu nở hoa rồi. Đấy, nở liên tục khoảng tầm 2 tháng sau thì hoa nó mới tàn, các lứa hoa nó sẽ nối tiếp nhau. Đấy, trên cây có hàng trăm lụ như này nữa đấy, rất là sai hoa sai lụ, là một trong những cái giống trà mà cũng được rất nhiều người sưu tầm, đó chính là cái cây hoa trà mi ngũ sắc. Hoa có hình dạng cánh sen được kết hợp từ rất nhiều cánh hoa lại với nhau. Đấy, hoa để có màu hồng, màu trắng, màu đỏ kết hợp lại với nhau tạo nên một cái màu sắc rất đặc biệt. Nhà vườn Ngọc Lâm thì có rất nhiều kích thước chủng loại cây khác nhau, từ cây 1-2 năm tuổi hay là những cây khoảng tầm 4-5 năm tuổi như đầu video mình có giới thiệu với các bạn, thì bên mình đều có cái số lượng rất là nhiều. Và nếu mà các bạn ưa thích cái loại hoa này và muốn sưu tầm cái loại hoa này thì có thể liên hệ sớm tới vườn nhà mình, bởi vì như các bạn đã biết thì cái thời điểm cuối năm thì hầu như tất cả các mặt hàng đều tăng giá. Như những cây hoa trà mi thì giá thành nó có thể cao khoảng tầm gấp rưỡi, thậm chí có những cây thì gấp 2. Đấy, cây mình đang giới thiệu với bạn đây thì nó cao khoảng tầm 50-60 phân. Cái này thì nó được khoảng tầm hơn 2 năm tuổi rồi. Loại này thì bên mình đang bán với giá là 600.000 đồng một cây. Còn những cây như đầu video mình có giới thiệu với bạn, nó được khoảng tầm hơn 4 năm tuổi, cao khoảng tầm 1 mét, tán rộng khoảng tầm 80-90 phân. Loại đó thì hiện tại của mình đang bán với giá là 1,5 triệu các bạn nhé. Đấy, cây nào cũng đang cho lụ rất là sai, hàng trăm lụ trên cây. Các bạn trồng đến khoảng tầm giữa tháng 12, có những cây khoảng tầm đầu tháng 12 là hoa sẽ bắt đầu nở. Vào cái dịp Tết Nguyên Đán là cây hoa trà mi nó sẽ nở hoa rất là sai nhỉ các bạn nhé. Đấy, cái cây này là mình quay sau Tết khoảng tầm 20 ngày mà trên cây vẫn còn rất nhiều lụ. Từ đầu khoảng tầm tháng 12 là cây sẽ bắt đầu nở hoa rồi. Những bông hoa thì có màu sắc rất là rực rỡ. Đấy, nó có màu đỏ, màu hồng, phớt đan xen lại với nhau tạo lên một cái màu sắc rất là đẹp như này. Hoa trà mi ngũ sắc thì nó cũng là một trong những giống trà mà có giá thành cao nhất hiện nay. Trà mi thì nó có rất nhiều cái chủng loại khác nhau. Ở trên thế giới thì có rất nhiều quốc gia trồng cái cây hoa trà mi này, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Đấy, còn rất nhiều quốc gia khác nữa nó phải có khoảng tầm hàng trăm loại hoa trà mi nữa nhé. Đấy, hiện nay thì khi du nhập về Việt Nam thì nó cũng có khoảng tầm 30-40 loại. Đấy, những cây này nó cũng đã thuần cái khí hậu của Việt Nam rồi, được nhập về Việt Nam khoảng tầm 4-5 năm nay rồi. Đấy, hoa rất là sai các bạn nhé. Đấy, những cánh hoa đan xen lại với nhau như những búp sen. Tất cả những cây hoa trà mi hiện tại của nhà mình thì đều được trồng thuần chậu rồi. Cứ đến mùa hoa nó sẽ tự động ra hoa thôi, các bạn không phải xử lý bất kỳ cái biện pháp gì. Cây nó sẽ đến cái mùa hoa nó sẽ lên lụ. Thường thường thì sẽ khoảng tầm tháng 5, tháng 6 là cây hoa trà mi nó bắt đầu nhú lụ rồi. Nó sẽ đóng lụ trong khoảng thời gian khoảng tầm 4-5 tháng. Đấy, hoa nở rất là đẹp và bền hoa các bạn nhé. Mỗi đỉnh ngọn thì dao động khoảng tầm 3-5 bông hoa, rất là sai hoa. Các bạn mà có nhu cầu mua cây thì có thể liên hệ tới vườn nhà mình, nhà vườn Ngọc Lâm. Bên mình thì chuyên cung cấp các loại hoa, cây cảnh, cây ăn quả ngoại nhập. Tất cả những loại cây này đều phù hợp với điều kiện khí hậu của Việt Nam và rất là dễ trồng và chăm sóc. Các bạn đặt hàng qua hai số điện thoại Zalo 092 391 6866 và 0968 750 386. Bên mình sẽ gửi hình ảnh cây thực tế tại vườn, gọi video cho các bạn chọn cây, giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Vườn nhà mình thì có địa chỉ tại phố Nguyễn Mậu Tài, Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Website nhavuonngoclam.com.